Đây là video demo cách hoạt động của sản phẩm. Sản phẩm bao gồm dây đeo quanh người và thiết bị đo. Đây là giao diện của app kết nối với thiết bị. Nút setting sẽ cài đặt ngưỡng nhịp tim bình thường. Đây là ngưỡng nhịp tim low limit, là sẽ cài đặt ngưỡng cảnh báo nhịp tim đập quá chậm. High limit là cài đặt ngưỡng nhịp tim cảnh báo đập quá nhanh. Number abnormal beat sẽ là số nhịp tim bất thường thiết bị đo được. Nếu mà giá trị nó vượt qua con số này thì smartphone sẽ gửi tin nhắn đến số điện thoại của người hỗ trợ. Nút choose phone number này sẽ dùng để chọn cái số điện thoại của người nhà hỗ trợ. Ở đây mình sẽ chọn thử. Nút send message này sẽ dùng để kiểm tra tin nhắn có việc gửi tới người hỗ trợ hay không. Đây là thông báo là đã tin nhắn này được gửi. Tiếp theo chúng ta nhấn OK để hoàn tất cài đặt. Tiếp theo chúng ta sẽ nhấn nút scan để dò tìm thiết bị. Trên thiết bị chúng ta sẽ nhấn một nút để cho nó phát cho thiết bị ở chế độ phát Bluetooth. Trên giao diện chúng ta sẽ nhấn nút scan. Nó sẽ ra được cái thiết bị là ECG BLE. Chúng ta nhấn connect. Lúc này thiết bị đã được kết nối. Rồi chúng ta sẽ gắn thiết bị này lên người. Sau khi kết nối thì thiết bị sẽ chuyển sang giao diện mới và thông báo kết nối thành công. Có hai công tắc là Supply Heart Rate và Supply Battery dùng để yêu cầu thiết bị gửi nhịp tim và mức pin ra được lên app và hiển thị tại một battery level và heart rate. Đồng thời khi mà số nhịp tim đo được bất thường, nó sẽ được lưu lại ở cái mục abnormal beat này. Sau khi thiết bị nhận được dữ liệu gửi lên thì app sẽ hiển thị một biểu đồ nhịp tim. Đây là biểu đồ của nhịp tim theo thời gian, có hai đường màu đỏ là đường nhịp tim đo được, đường màu cam với đường màu xanh lam là hai cái ngưỡng lúc nãy chúng ta cài đặt ở trên. Bây giờ nhịp tim bình thường của con người sẽ dao động trong khoảng từ 70 cho tới 90 nhịp trong một phút. Ở đây mình đang đo được là khoảng từ 70 cho đến 80 nhịp trong một phút. Thì chúng ta sẽ thử chức năng cảnh báo qua điện thoại. Ở đây chúng ta sẽ xét cái ngưỡng này là cài đặt ngưỡng này là 120, cài đặt ở đây là 150. Lúc này nó sẽ vượt ngưỡng của nhịp tim ra được. Này chúng ta sẽ cho nó là 10, nhấn OK. Rồi, ở đây cái số abnormal beat bắt đầu đếm tăng dần lên và nó gửi tin nhắn đã được gửi. Ở trên điện thoại của người hỗ trợ thì sẽ hiện ra cái dòng tin nhắn đó là abnormal beat detect. Tiếp theo em sẽ hiển thị điện tâm đồ thu được từ thiết bị lên màn hình máy tính. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái sợi dây cáp kết nối cổng cầm máy tính và cổng USB của thiết bị. Tiếp theo chúng ta sẽ nhấn reset để cho máy tính nhận cổng cơm. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện kết nối Bluetooth với thiết bị. Tiếp theo chúng ta sẽ mở màn hình của đồ thị lên và nhấn nút đo điện tâm đồ. Lúc này là chúng ta đã có được dạng sóng của điện tâm đồ. Dạng sóng này sẽ biểu thị quá trình hoạt động của tim. Đối với dạng sóng này thì sẽ được đưa cho bác sĩ để chẩn đoán được các bệnh lý liên quan đến tim mạch. Video demo đến đây là kết thúc. Mong mọi người đã theo dõi.